Bước 1. Chọn một mắt xích làm mối nối. Sử dụng kim mở hoặc kéo, mở rộng mắt xích đó bằng cách bấm vào điểm nối. Bước 2. Sử dụng dây xích muốn nối thêm, móc vào điểm vừa mở rộng. Sử dụng kìm kẹp để đóng lại điểm nối. Lưu ý, nên bảo vệ kìm bằng băng dính giấy hoặc vải để không làm chảy xước xích. Bước 3. Lặp lại các thao tác, dùng kìm mở, mở điểm nối. Móc mắt xích vào một đầu dây đeo, sử dụng kìm kẹp để đóng điểm nối. Vậy là thợ gia Lê Cát đã hướng dẫn thành công 3 bước để nối dài dây xích túi sách. Nếu có câu hỏi, thợ gia nhờ các chị để lại thông tin trong hòm thư của Lê Cát Leather. Thợ gia Lê Cát xin cảm ơn và hẹn gặp lại các chị.